Bốn con giáp được thần tài phù trợ trong năm 2023, thời cơ đến tay, kinh doanh gì cũng được lợi. Danh vọng, tiền tài lần lượt tìm đến. Năm 2023 là năm may mắn về đường tài lộc của người thuộc bốn con giáp này. Trong năm 2023, những con giáp này có vận may rất tốt, đặc biệt là đường tài lộc, có nhiều cơ hội để gia tăng tài chính. Chỉ cần nhanh nhạy nắm bắt thời cuộc và cơ hội, đây chắc chắn là một năm hoàng kim để thêm nặng túi tiền. Tuổi Sửu trong năm nay, những người tuổi Sửu thật thà và đôn hậu có các tinh chiếu mệnh, thế nên các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, có nhiều cơ hội và không gian phát triển rộng lớn, được nhiều quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới. Đường tài vận năm 2023 cũng có thu hoạch kha khá, dự đoán sẽ là một năm bội thu. Có thế thượng phong, năm nay các bạn cầm tinh tuổi Sửu nên chú trọng đầu tư dài hạn, thiết lập tư duy logic đúng đắn về đầu tư và quản lý tài chính không nên chạy theo lợi nhuận lớn, đầu tư không nên quá manh động, đặc biệt là những khoản đầu cơ ngắn hạn sẽ khiến bạn phải chịu nhiều rủi ro cao. Ngoài ra, hãy thắt chặt chi tiêu và kiềm chế mua hàng online quá chớn. Tuổi tuất Năm 2023, người cầm tinh con chó có nhiều cơ hội nghề nghiệp rất tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác dự án khác nhau. Mối quan hệ tốt với lãnh đạo và cấp trên cũng góp phần giúp các bạn tạo nhiều dự án hợp tác và thu được nhiều tương tác hơn. Đồng thời, vì thái tuế tương hợp với tuổi tuất, nên con giáp này dễ có cơ hội được thăng chức, dễ có việc làm chính thức. Nhưng kéo theo đó áp lực cũng không nhỏ, khiến các bạn phải chịu được trách nhiệm tương ứng. Nhìn chung, đường tài lộc của người tuổi tuất năm 2023 rất may mắn, nhờ có sao thiên cơ phò trợ. Người tuổi tuất đang kinh doanh buôn bán có thể phát tài và thu về rất nhiều lợi nhuận trong năm nay. Đặc biệt là những người làm trong ngành ăn uống, ngành du lịch và ngành trang sức thì cơ hội phát đạt càng lớn. Nhờ vận khí tốt nên nhớ nắm bắt thời cơ khi có thể. Tuổi thân, cuộc sống khi bước qua năm 2023 của người cầm tinh con Khỉ rất viên mãn, trong năm nay sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, được quý nhân giúp đỡ và hỗ trợ, chỉ cần nắm bắt được cơ hội là sẽ đạt được thành quả. Sự nghiệp của người tuổi thân phát triển hơn năm trước, các bạn sẽ đạt được thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Vận trình cũng được cải thiện, gặp hung hóa cát. Những người tuổi Khỉ làm kinh doanh có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ khách hàng cũ và mới, công việc kinh doanh sẽ ngày càng tốt hơn có thể mở rộng quy mô và đi sâu vào lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tử phù nên có thể xảy ra một số thiệt hại nhỏ về tiền bạc. Tuổi dậu, người tuổi dậu có vận trình tổng thể tốt hơn năm ngoái. Năm 2023, tài lộc và phúc lộc của người tuổi dậu sẽ vô cùng thịnh vượng. Vốn là người chăm chỉ, năm nay các bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thu được nhiều lợi nhuận, tài lộc cũng vô cùng vượng phát. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội và thời cơ, sẽ có những thay đổi mạnh mẽ tích cực về tài lộc và của cải. Đối với những người tuổi Dậu đang kinh doanh sẽ có một số cơ hội nhất định vào năm 2023, nhưng không nên hấp tấp mà hãy làm mọi việc theo khả năng của mình, nếu không sẽ mất đi những lợi ích ban đầu, thậm chí còn mang lại hậu quả về kinh tế, tạo áp lực cho bản thân. Nội dung có tính chất tham khảo, cầu chúc quý độc giả nhiều nai vui, an khang, thịnh vượng.